nay mồng 8 tháng 3, thành kính chúc mẹ các chị em và những người phụ nữ nước ta mãi mãi xinh đẹp đàn đáng việc nhà, và nhận được thật nhiều quà cùng nhiều lời chúc thiết tha yêu đời, luôn luôn mạnh khỏe xinh tươi, công việc luôn đạt điểm 10 nâng cao và đạt được mọi ước ao, dù điều ao ước như sao cũng thay. Hôm nay mồng 8 tháng 3, thành kính chúc mẹ các chị em và những người phụ nữ nước ta mãi mãi xinh đẹp đàng đáng việc nhà, và nhận được thật nhiều quà cùng nhiều lời chúc thiết tha yêu đời, luôn luôn mạnh khỏe xinh tươi, công việc luôn đạt điểm 10 nâng cao và đạt được mọi ước ao, dù điều ao ước như sao.